Hi, xin chào tất cả mọi người. Trước mặt mọi người là chiến mã của mình, Honda CG 125 FE. Nay mình làm cái video này để kỷ niệm 2 năm mình trải nghiệm đó. Và sẵn trả lời một số câu hỏi của mấy bạn mà hỏi mình trong mấy clip trước đó. Hỏi xe này có bền không, có bị lỗi vặt không, chạy có bốc không. Thì thú thật với mọi người thì mình thì cũng không có rành về xe nữa, mình chỉ trả lời theo cái sự trải nghiệm trong 2 năm của mình thôi, trong sự hiểu biết mình thôi chứ không có rành. Xe này thì nếu các bạn nào mà đam mê tốc độ thì xe này nó không có đáp ứng các bạn. Xe này khoảng chạy khoảng 100 km đổ lại thôi, mát của nó khoảng trăm trăm cây thôi. Mình chạy thì mới có 93 92 93 km là nó vẫn còn ga đó, nhưng mà mình không dám chạy, thật sự không dám chạy. Cái này mình chạy trung bình mình chạy khoảng 60 70. Còn bền á thì cái độ bền của mình theo mình biết thì xe này bền các bạn, chạy 2 năm thì máy móc vẫn ok nè, còn lỗi vặt thì không không có lỗi. Trong 2 năm mình chạy đó thì không có lỗi vặt ha, chỉ có một lỗi thì là do cái mình đổ cái bình xăng á, nó xuống cặn, nó nghẹt cái ống xăng á, xăng nó xuống không được. Sẵn đây mình cũng chia sẻ luôn các bạn ha. Đây, nhiều anh em cũng bị lắm nè, xe đang chạy mà tự nhiên nó xuống ga từ 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 từ, nó tắt máy luôn á, là do xăng nó xuống không được nha mọi người. Đây, cái này là cái lọc xăng này, thì xuống ở đây là cái bơm xăng, thì đây nó có thêm một cái đây nè, ở trong đây nó sẽ có một cái giống như cái quặng vậy đó, một cái lược xăng nữa, lược xăng nó như bột vậy đó, lược xăng mình như bột vậy. Lúc trước mình có bị một lần rồi, ghé dọc đường người ta cũng thổi, người ta cũng xúc, người ta làm đủ kiểu nhưng không có ra bệnh. Các bạn chú ý ở đây nè, ở đây nó sẽ có cái ống xăng, cái lược nhỏ nhỏ để mình lấy, các bạn xem nha. Này, khi mà rút ống xăng ra các bạn thấy không, trên đây nè đó, ngay chỗ này trắng trắng này thấy không, đây ngay đây nè, nó sẽ có một cái lọc xăng nữa nè để mình lấy ra nha. Đây đó, nó lú lên nè. Cái này phải có cái kìm mà gấp cái nó lên luôn. Ấy chà, đây đây các bạn thấy chưa, đây lúc trước mình bị là nó nghẹt hơn nửa ống luôn, xăng nó xuống không được á, rồi nó gây ra tình trạng là nổ máy không được, hoặc là chạy với tốc độ 30 40 mà mình lên hơn nữa không được, xăng nó xuống không kịp nó sẽ tắt máy. Đây cái này nè, hôm đó mình cũng vô tình rút ra cái nó văng ra mình mới biết, thợ vô họ kiểm tra này nọ rồi làm cũng xịt, lấy cái dòi hơi xịt đủ kiểu trơn mà cũng không hết nữa. Mấu chốt là nằm đây nha mọi người. Đó, rút
Đây, rút ống xăng ra nó sẽ có một cái như vậy nằm chỗ đó. Lấy ra rửa sạch là nó hết rồi. À, đây mọi người đó. Cái này nó nằm ngay chỗ cái đồ bơm xăng, rút ống dẫn xăng ra thấy nó. Đó, nó chỉ có một cái lỗi là bị tắt máy là vậy đó. Rồi cái hư thứ hai nữa là cái bình nha mọi người. Hôm dịch bệnh á, để lâu không nổ máy cái nó hư hư cái bình luôn. Mình ra mình mua cái bình khác á, nó không có bình giống nó, mua ra bình khác mình về mình không biết mình gắn dây cái nổ đứt cầu chì là do cái cọc zin của nó sẽ nghịch, nó sẽ nghịch với mấy cái cọc giống như cái bình này nè. Bình bình này cộng thì nó sẽ trừ, bình trừ nó sẽ cộng. Mọi người mua về tự lắp thì chú ý ha. Rồi hư thì nó chỉ có hai cái đó thôi, còn xe mình thì hư sơn nhung dĩa mới thay luôn. Cái vỏ thì nó cũng không có gì hết, nhưng mà mới thay cái vỏ đặng mình đi, mình thích đi đường rừng núi á, nên mình thay cái vỏ Kenda này, xây là 18 300. Đây xây 18 300, đưa vô thì nó cũng vừa khít luôn, nó không có chạm với cái gấp đó, nó vẫn còn hở nè, gắn chạy cũng ok. Quay sơ xe cho mọi người xem ha. Được cặp túi, cặp túi thùng gắn lên cho nó đẹp thôi mọi người. Rồi ở trên đây là đây. Tại xe này nó không có giò đạp á, xài bằng biển bình, xài bằng đề á, xài bằng bình nên mình gắn cái này nè để nó báo báo bình volt. Hiện tại là 12.2 để vẫn được. Nổ máy là nó sạc lên 14.5 14.6. Đây giá đỡ điện thoại kim sạc dự phòng phòng Motorola. Đây là công tắc chạy sáng. Chiếu đèn zin của nó là tối tui à, không thấy đường đâu. Tiếng máy sau 2 năm sử dụng. Nói 2 năm sử dụng thôi chứ mình chạy mới được có khoảng gần 13.000 cây thôi. Xe này chủ yếu là mình đi phượt, đi tour gần cũng có, tour xa cũng có. 12.961 km. Đây, đây là cái đuôi cá. Cái này lợi hại lắm nha mọi người. Nếu không có là nó sẽ văng lên tuốt trên đây luôn nè. Còn có đuôi cá thì nó sẽ bảo vệ cái lốc máy của mình sạch sẽ. Cái này rất là hay. Còn có bạn hỏi cái này là cái gì vậy? Cái này là cái mắt độc công đồng mét chế lại nha mọi người. À, tại xe mình chế lại cái đồng hồ điện tử á, nên xài cái mắt độc từ này. Đó, đây là cái báo công đồng mét. Rồi.
Nói tóm lại là xe Honda CG FE này bền, chạy thì 60, mình chạy thì 60 thôi chứ chứ không có đua bơi như người ta. Chung bền hay không là do người sử dụng nữa, mọi người sử dụng nó hợp lý, bảo dưỡng rồi thì nó bền hơn. Cứ nếu mà các bạn cứ lên hết ra hết số, các bạn bơm xe nào chịu nổi. À, với lại xe này nó hơi nóng máy tí xíu, nó nhanh nóng máy thôi. Có lẽ máy nó nằm kế cái chân mình nên mình cảm giác nóng hay sao. Bạn có bộ cổ bộ xe nè, y như mới luôn, mới đời chút xíu mà nóng, đụng vô nóng, không có rỉ sét ha. Máy móc cũng vậy, chắc do mình bảo quản tốt không có thấy nó cũ. Đấy. Rồi, nếu các bạn nào mà đam mê cái dòng Lexus cổ điển, mình khuyên các bạn cân nhắc. Xe này không có chạy nhanh được, chạy không phải không chạy nhanh được mà các bạn ai mà chạy trên 100 km đó thì xe này không đáp ứng nổi. Xe này khoảng 100 đổ lại thôi. Này để cưỡi ngựa xem hoa thì rất là ok ha. Bình xăng thì nó 7 lít mấy, 8 lít, còn tiết kiệm nhiên liệu thì các bạn cũng biết rồi, nó trên 60 cây một cây, một lít lận, rất là tiết kiệm. Thời buổi mà xăng lên giá thì đối với CG này nó là một giải pháp tốt ha. Theo mình biết thì hiện tại ở trên thị trường nó đang ra cái loại CG phiên bản đặc biệt màu đen, đen xanh, thì theo mình biết thì xe đó nó có báo xăng nữa mọi người. Xe này không có báo xăng nên mình chế lại. À, với lại nó bị một cái lỗi mà mình rất là khó chịu khi mà dừng đèn đỏ đó, mà mình quên trả số về số 1, số 2 á, mà mình để số 4 á. Khi mà mình bóp con, khi mà mình nhả con lên ga mình chạy á, thì nó kêu sẹt 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 sẹt. Không biết anh em nào có bị tình trạng đó hay không ha. Chứ mình để số 4, số 5 mà mình lên ga mình chạy, mình quên trả số lên ga chạy là nó có tình trạng kêu sẹt 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 sẹt. Để có thời gian mình ra mình hỏi lại. Rồi, xe mình bị lỗi là mình bị lỗi, xe mình đã từng bị lỗi như vậy thì mình chia sẻ với các bạn như vậy ha. Nếu mà các bạn có xe sử dụng CG mà nó có tình trạng gì thì cho mình biết luôn nha, chia sẻ cho mình biết luôn. Rồi, chúc các bạn vui vẻ. Bye.